Quản lý tài chính cá nhân, nhiều bạn cứ hỏi là làm nào để quản lý tài chính cá nhân tốt. Cái việc đơn giản nhất để quản lý tài chính cá nhân tốt đấy các bạn ạ. Đơn giản nhất nhá, dễ làm nhất, hiệu quả nhất là các bạn ghi lại những gì mình đã chi tiêu. Quản lý, để mà quản lý tốt là chỉ có ghi lại những gì bạn chi tiêu thì bạn sẽ nhìn thấy là cái tốc độ chi tiêu của mình nó khủng khiếp rồi. Thì có ông tỷ phú người Mexico ấy, vài năm trước đây thì ông ấy là giàu top, có những lúc ông là top 3 của thế giới. Thì đến bây giờ ông vẫn là tỷ phú. Nhưng mà ông này thì ông ấy có một cái trí nhớ rất là siêu phàm. Bình thường là mọi người đánh giá ông là trí nhớ rất là tốt rồi. Nhưng mà ông ấy vẫn giữ được những cái cuốn sổ ghi chép chi tiêu từ khi còn là một cậu bé. Ông ghi lại tất cả những cái gì mà ông ấy tiêu. 1 đồng, 2 đồng mua một chai nước 70 xu ông ấy cũng ghi lại. Mới mua cái bánh kem, mua cái album, mua bánh rán gì cũng ghi lại hết. Đấy nên là nó tạo cho ông một cái thói quen quản lý tài chính cá nhân rất là tốt. Cái này, quản lý tài chính cá nhân, nhiều bạn cứ hỏi là làm nào để quản lý tài chính cá nhân tốt. Cái việc đơn giản nhất để quản lý tài chính cá nhân tốt đấy các bạn ạ. Đơn giản nhất nhá, dễ làm nhất, hiệu quả nhất là các bạn ghi lại những gì mình đã chi tiêu. Quản lý, để mà quản lý tốt là chỉ có ghi lại những gì bạn chi tiêu thì bạn sẽ nhìn thấy là cái tốc độ chi tiêu của mình nó khủng khiếp rồi. Thi thoảng bạn nhìn thấy cái cột thu nhá, mà nó rất là thấp, nó rất là ít, mà cái tiền ra, tiền các bạn chi chi ra nó rất là nhiều, là rất là xót ruột. Hoặc các bạn ghi xong ấy thì các bạn sẽ nhìn thấy là ồ, mình chi tiêu quá nhiều. Bây giờ có những nơi nhá các bạn, có mấy trăm nghìn 1 mét vuông đất thôi, thế hỏi các bạn là bao nhiêu ngày thì các bạn tiêu hết 1 mét đất nè. Bạn ghi xuống xem, các bạn nhìn lại xem là bao nhiêu ngày thì các bạn tiêu hết 1 mét đất. Có những chỗ đất chỉ 500 nghìn thôi đấy. Và thì bình thường có một bạn là một ngày còn ăn hết mấy mét luôn. Thì ghi lại xem là thế, thế ghê. Xong rồi ghi xuống thì các bạn sẽ nhìn thấy là có những khoản chi mà nó không đâu ở đâu các bạn. Chi phí tiền rất là lãng phí luôn. Thế cứ phải ghi xuống thì các bạn mới nhìn ra. Thì cái này nó có một cái app với các bạn. Hoặc là các bạn dùng sổ, nhưng mà Đức thì thích dùng app hơn. Các bạn cứ tải về, không các bạn thử ghi 1 tuần vào liên tục là các bạn cũng nhìn thấy là mình tiêu rất là ghê. Nên là phải có cái phần app này nhá, bạn nào đang muốn quản lý tài chính cá nhân là phải có cái app này. Phần này nếu mà vào Code Talent thì sẽ được kiểm soát chi tiết hơn, ghi hàng ngày kỹ hơn. Là sổ nhật ký thành công. Sổ này là để ghi lại tất cả những cái việc mà các bạn đã làm thành công. Một trong những cảm xúc tồi tệ nhất đấy là sự không hài lòng. Không hài lòng về bản thân, không hài lòng về công việc, không hài lòng về hiện tại. Thì cái việc bạn ghi lại cái nhật ký thành công ấy thì nó sẽ giúp, nó giống như kiểu là một món ăn tinh thần cho bộ não mình ấy. Bởi não mình thì nó chỉ nghĩ, tập trung nghĩ được một việc thôi. Nên bạn nghĩ thành công nhiều thì bạn sẽ không có thời gian nhiều để nghĩ về cái sự không hài lòng. Và thành công thì luôn hấp dẫn thành công. Đấy nên ví dụ như là bạn làm được một cái điều gì đó bình thường thôi, bạn cũng ghi lại. Ví dụ như hôm nay giúp được ai đó, ví dụ hôm nay đã hoàn thành được một bài tập thể dục, ví dụ như hôm nay đã vào học DISC đúng giờ. Đấy, ví dụ như hôm nay đã tặng quà được một người nào đó. Ví dụ như hôm nay đã nghe lời bố, nghe lời mẹ, thì đấy nó cũng là một thành công. Thì ghi lại tất cả. Thì cái quyển sổ này trong cái giai đoạn đầu mà Đức làm ấy thì nó tạo cảm hứng cho Đức rất là nhiều. Bởi vì cứ mỗi lần mình đọc lại mình lại thấy rất là hưng phấn. Đấy nhưng mà bây giờ thì nó có các cái nền tảng khác, ví dụ như là Facebook, ví dụ như là TikTok chẳng hạn. Thì mình hay chia sẻ những cái điều mình học được, mình làm được ấy, lên trên nền tảng đấy thì mình ít dùng quyển này hơn. Nhưng mà quyển này là một quyển sổ mà các bạn nên có nếu như đối với các bạn nào mà ngại chia sẻ mình ở trên online, ngại chia sẻ những câu chuyện của mình ở trên các cái nền tảng, thì các bạn nên có quyển này để mình tự đọc thôi. Đấy nhưng mà đọc đi là nó vui lắm. Đấy nó giúp các bạn hài lòng về bản thân mình hơn. Đây, show cho các bạn xem về sổ. Đây này, ví dụ này các bạn này. Hoàn thành mục tiêu trong ngày uống 1,5 lít nước này. Chốt được 2 căn này, một khách hẹn mai chốt này, làm việc hết công suất này. Làm về muộn vẫn từ chối chơi game này, đổi chim trả sau này. Đấy mình ghi lại những cái điều như này này các bạn. Đấy mình có thói quen ghi lại như này thì sẽ rất là tốt. Đấy nhưng mà cái này thì Đức ghi
ghi được đến tháng 5, tháng 6 gì đấy, sau đó thì mình dùng các nền tảng khác. Đấy, thế là sổ nhật ký thành công. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Master Anh Đức. Để không bỏ lỡ những nội dung mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.